Chào các bạn. Hôm nay có chút thời gian rảnh rỗi cho nên mình thực hiện clip này để nhằm chia sẻ đến các bạn một vài cái vấn đề liên quan đến việc bảo vệ sức khỏe trong cái mùa đại dịch. Thì nói về dịch Covid thì chúng ta bây giờ cũng cảm thấy an tâm phần nào, tại vì Việt Nam mình cơ bản đã kiểm soát được. Nhưng mà trên thế giới thì nó vẫn còn rất là nhiều cái điểm nóng. Và tại sao cái cuộc sống hiện nay thì vấn đề sức khỏe nó lại trở nên vô cùng quan trọng hơn bao giờ hết? Thì chỉ khi nào chúng ta đối mặt với cái ranh giới của sống và chết thì lúc đó chúng ta mới thấy là tất cả những thứ khác nó đều vô nghĩa. Tiền bạc hay danh vọng hay là những mối quan hệ nó đều không thể nào đánh đổi bằng sức khỏe của bản thân mình. Nhưng mà trước khi chúng ta nói về cái vấn đề bảo vệ sức khỏe này thì mình muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện về chị gái của mình. Nếu mà những người mà đã từng biết đến Thảo và gia đình Thảo thì chắc hẳn rằng sẽ biết chị gái của mình là một người rất là may mắn vì chị có một cái cuộc sống gia đình rất là đầm ấm và hạnh phúc. Hiện tại chị gái mình đang sống và định cư ở bên Đức. Anh rể mình rất là thương yêu vợ và cuộc sống bên đó thì tương đối ổn định. Nói chung có thể cuộc sống của chị là một vài mơ ước đối với một vài người, trong đó có mình. Nhưng mà ai cũng cho rằng chị mình may mắn và chị mình sung sướng theo một cách nào đó. Riêng đối với gia đình của mình thì cảm thấy rằng mỗi cuộc sống nó đều có một cái đánh đổi riêng của nó, giống như cái mùa đại dịch vừa rồi vậy. Thì các bạn đã biết là châu Âu nó là một trong những cái tâm dịch của thế giới, với nước Ý là bùng phát lớn nhất, thì các cái nước láng giềng xung quanh cũng không khỏi bị ảnh hưởng nặng nề như Pháp, trong đó có cả Đức. Thì điều chính điều đó làm cho gia đình mình rất là lo lắng, cái sự bất an đó nó càng tăng lên khi mà chị mình báo tin về là chị mình bị cách ly, tại vì là trong cái ca làm việc đó thì cái cô đồng nghiệp của chị mình đã bị dương tính với virus COVID. Thì sau khi mà cái thông tin nó được báo về gia đình á, thì tất cả mọi người đều lo lắng á. Và các bạn biết rồi, cái khả năng lây nhiễm rất là cao. Tại vì sao? Tại vì chị mình làm chung ca bán hàng với cái cô đồng nghiệp đó, và trong ca làm việc không hề biết cô ấy bị nhiễm virus, và hai người đều trao đổi nói chuyện với nhau suốt 5 tiếng đồng hồ trong cái ca làm việc. Thì cái khả năng lây nhiễm nó rất là cao, và cái không khí lo lắng nó bao trùm lên cả gia đình. Và phải nói là do cái sự cách trở về khoảng cách địa lý, và bây giờ thì các cái đường bay đều cấm vận hết, nên thử nghĩ hình dung nếu có một cái chuyện gì đó xảy ra thì những người thân trong gia đình cũng chẳng có thể làm gì được cho chị của mình, ngoài việc là cầu nguyện mà thôi. Vậy thì cả gia đình mình đã chờ đợi cái thời gian để chị mình xét nghiệm á, để họ xét nghiệm. Họ cách ly chị mình khoảng 4 đến 5 ngày, rồi sau đó là họ có kết quả. Thì thật là may mắn khi mà chị mình thông báo rằng là kết quả xét nghiệm là âm tính. Tuy nhiên là vẫn có giữ lại để mà theo dõi thêm. Nhưng mà chính cái điều đó nó đã giải tỏa bớt được phần nào cái áp lực lo lắng của gia đình. Và chị mình cũng cảm thấy rất là vui vì đã
chung là thoát được cái đại dịch đó. Nhưng mà nếu bạn cảm thấy đó là một cái điều may mắn hay là một cái sự phù hộ của Chúa Trời nào đó thì mình nghĩ cũng không hẳn như vậy, mà đó là mình theo như chị mình chia sẻ thì đó là cái sự bảo vệ sức khỏe của chị mình ngay từ những cái ngày đầu tiên khi nghe manh nha là đại dịch bắt đầu lan tràn ở châu Âu, thì chị mình đã có những cái biện pháp để bảo vệ sức khỏe, để tăng cường sức đề kháng cho cả gia đình của chị ấy. Và hơn ai khác, chính bản thân mình mới biết cách để giữ gìn sức khỏe cho mình. Và cái câu chuyện của chị mình về cái cách mà bảo vệ sức khỏe như thế nào để bước qua mùa đại dịch thì mình sẽ chia sẻ trong clip tiếp theo. Rồi tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Chúc một ngày vui vẻ.